là loại cây có kích thước nhỏ, giá bán hợp lý. Cây tùng là một lựa chọn lý tưởng để thay thế thông tươi trong dịp Giáng sinh. Tuy nhiên, so với năm ngoái, dù giá bán không thay đổi nhiều, nhưng lượng bán ra khá chậm khiến các chủ cửa hàng phải đắn đo trong việc nhập thêm cây cho mùa Giáng sinh năm nay. Nói chung là giá cây tùng với cả mọi năm thì vẫn thế thôi, xem như thế. Mùa khách năm nay thì chậm lắm, chỉ bằng một phần của năm ngoái thôi. Cây tùng ấy thì phải tầm ngoài mùng 10 tháng 12, thì lúc đấy khách mới mua đâu. Khách mua cây bây giờ vẫn còn ít, chơi người ta chưa chơi nhiều. Chắc phải tầm tháng đầu, tháng sau thì nó bắt đầu là người ta đi mua nhiều hơn. Nó có nhiều size lắm, nó có giá từ 50, 70 đến 100 hoặc là mấy trăm cũng có. Giá tùng thơm năm nay với năm ngoái thì chỉ chênh nhau khoảng 10 đến 20.000 thôi. Cây này cây ưa sáng, mình phải để nơi nhiều ánh sáng, với lại một tuần tí hai nó bà nước thì ok. Nhưng mà cây tùng thơm này không để trong nhà được nhá, không để cố định trong nhà được. Nó chỉ chơi nuôi ăn được khoảng 7 đến 10 ngày thôi.